phụ nữ đi xe tay côn và pha xử lý cực kỳ cồng kềnh. Và chúng ta cùng đến với tình huống sau đây. Như vậy là trời đang mưa gió và người mẹ đã đón con về, con đã chạy lên trước rồi. Rồi mẹ lên đi. Vâng, ôi rồi. Thế nào này? Vâng, như vậy là có vẻ như là xe đã bị chết máy ở giữa sông rồi. Vâng, như thế này là bị trượt rồi thế này. Vâng, như vậy là con chạy ra đẩy xe cho mẹ. Đấy. Ôi trời ơi, làm sao này? Cứ giữ mãi đây ư? Không lên được à? Trời ơi, một pha xử lý quá công cành à. Cậu nhóc đã chạy đi đâu đó? Đi chạy đi nhờ người giúp rồi. Vâng. Đây rồi, đấy, chưa. Đấy, cậu nhóc được việc chưa? Có lẽ là chẳng chỉ học lớp 2 gì mấy mà.